Em xin kính chào toàn thể anh em yêu audio trên cả nước. Hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể anh em một chiếc đầu giải mã thuần DAC của hãng Séc, mang model là DAC DA53. Hãng Séc này chuyên sản xuất các thiết bị xuất các thị trường châu Âu. Và con này được thiết kế mặt phay nhôm toàn thân nhé. Máy sản xuất năm 2004 với giá xuất xưởng là 89.000 yên, giá cực cao. Và con này sử dụng điện AutoVol từ 100 đến 240V. Máy được lắp ráp tại Trung Quốc. Kích thước máy là rộng 22 cm, sâu 29 và cao là 8 cm. Máy được sử dụng hai con IC PCM 1796 cho hai kênh riêng biệt chuẩn 24 bit, và con IC giải mã PCM 2906 và rất nhiều linh kiện cao cấp. Đây, em sẽ quay mặt cho các bác này. Con này có cả cắm headphone này, mic data này và các chế độ USB này, cổng quang, cổng cốt này. Đấy, rất nhiều chế độ. Máy rất mỏng nhưng mà mạch rất gấu. Đây, em sẽ quay mặt sau cho các bác. Con này thiết kế gồm 4 đường số vào. Một đường AES EBU này, đường số chuyên dụng này, và đường coaxial, đường quang kết nối TV. Đường coaxial này thì kết nối với các đầu cơ CD để mình lấy đường cốt để giải mã này. Một đường USB kết nối laptop. Và con này được sản xuất năm 2007. Và như lúc đầu em nói ở video thì là năm năm đầu tiên nó sản xuất bắt đầu là từ năm 2004. Đây là hai đường out này, ban năng và RCA AV. Đây. Và con này là máy full bot nhá, có cả hộp. Đấy. Bây giờ em sẽ kết nối các thiết bị vào. Cắm dây nguồn này, một bên nó tốt này, quang này, AV này, rồi bây giờ em sẽ bật nguồn lên nhé. Đấy, thì nó nhấp nháy là đang kết nối đường quang này. Từ xa tôi về phép 24 giờ, tình người thương trong người thương, chân nghe quen từng viên sỏi đường nhà, chiều nghiêng nghiêng nắng đỏ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ. Thừa tâm tư lạ mất nên khi đối mặt chuyện buồn dường gian lần mất, đưa ta đi về nguyên thủy loài người, mùi yêu khi muốn ngỏ cùng về ngôn ngữ tình làm bằng dâu. Ta đến đêm tuyệt vời đi.
tâm tư là mất, nên khi đối mặt chỉ rồi. Buồn dưỡng xa là các bác ấn input này. Đó, xoay về cùng quang. Đầy ái nhân gian, ai chưa qua chưa phạt lành. Trong thói đời cười gian nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta dần cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, bên chiến tranh tình xa nhịp thở. Tiền đổi tay khi dù cơn mê, để chua sóng trên lối về. Rượu trần ai gội niềm cay đắng, những suy tư in đậm đường hành. Mình còn ai đâu để vui khi cho xa vung lại nhân thế. Có ưu buồn phiền lên xa ngôi. Bạn quên ta, tình cũng quên ta, nên chân đêm thui thủi một mình. Nghe xót xa ngồi bên trong mắt, đoàn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Ai nhân gian, ai chưa qua chưa phạt lành. Trong thói đời cười gian nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta dần cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, bên chiến tranh tình xa nhịp thở. Tiền đổi tay khi dù cơn mê, để chua sóng trên lối về. Rượu trần ai gội niềm cay đắng, những suy tư in đậm đường hành. Mình còn ai đâu để vui khi cho xa lại đau mệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tất cả các chức năng em đã test ok. Này các bác xem con này mạch mạch rất khủng nhá. Dòng sản xuất dành cho thị trường tất cả các nước từ châu Á đến châu Âu, thế nên điện nó điện auto vol. Bác nào có nhu cầu liên hệ đến em 0966723489. Xem hàng và test hàng tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Xin chào các bác.